Xin chào, Hà Nội và Sài Gòn nằm ở hai miền Bắc và Nam của đất nước. Đây là hai thành phố lớn nhất Việt Nam với hoạt động kinh tế sôi nổi, dân cư đông đúc. Giữa chúng có nhiều sự phát triển về đặc trưng kinh tế mà nhiều người chưa biết. Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam, là nơi có sự gắn bó với sự phát triển chung của lịch sử Việt Nam. Hiện nay dân số Hà Nội vào khoảng 8 triệu người, mật độ dân số khoảng 2.398 người trên 1 km vuông. Thuộc đô thị loại đặc biệt của nước ta với sự phát triển không ngừng nghỉ và liên tục. Sài Gòn, hiện nay có tên gọi là thành phố Hồ Chí Minh, là thành phố có dân số và quy mô đô thị hóa lớn nhất tại Việt Nam. Sài Gòn chính là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục trên cả nước. Cùng với Hà Nội, đây là hai đô thị loại đặc biệt có tốc độ phát triển nhanh chóng. Cả Hà Nội và Sài Gòn đều được xếp vào đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt vì đều thỏa mãn các tiêu chuẩn về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động trên 90%, quy mô dân số trên 5 triệu, mật độ dân số bình quân từ 15.000 người trên 1 km vuông trở lên, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. Khi nhắc tới hai thành phố kinh tế của Việt Nam thì không thể nào bỏ qua cái tên Hà Nội và Sài Gòn. Hai thành phố tạo được ấn tượng mạnh mẽ với bạn bè quốc tế cho sự phát triển thần kỳ về kinh tế. So với Hà Nội thì Sài Gòn có quy mô kinh tế cũng như tốc độ phát triển mạnh mẽ hơn. Với tiềm năng lớn cùng thành công trong việc thu hút nguồn lực đầu tư từ trong nước và nước ngoài, Sài Gòn chứng minh được vị thế của thành phố kinh tế đứng đầu cả nước, không hề thua kém các thành phố của những quốc gia phát triển lân cận. Các trung tâm thương mại, khu công nghiệp ở Sài Gòn hoạt động với quy mô lớn tạo cơ hội việc làm cho người lao động từ nhiều vùng quy tụ lại đây. Tốc độ đô thị hóa kết hợp với phát triển và nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng để đảm bảo chất lượng cao. Cơ cấu các ngành công nghiệp của Sài Gòn vô cùng hợp lý với dịch vụ chiếm tỷ trọng cao 51,1%, công nghiệp và xây dựng chiếm 47,7%, còn nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng cực nhỏ chỉ 1,2%. Đây là xu hướng phát triển đúng đắn để tạo nên thu nhập cao hơn cho người lao động. Động lực phát triển kinh tế mạnh còn giúp Sài Gòn quy tụ được nhân tài ở khắp mọi nơi đổ về, dựa vào chất xám để tạo nên sự bền vững lâu dài cho kinh tế của thành phố. Hà Nội vẫn không ngừng tăng trưởng, tuy nhiên màu sắc kinh tế của thủ đô khá chậm rãi, nó không quá sôi động như Sài Gòn. Nó cũng không quá thu hút đối với lao động khi mà sự đa dạng việc làm hầu như không cao, chi phí xã hội cũng khá đắt đỏ. Cơ cấu kinh tế của Hà Nội cũng có sự khác biệt so với Sài Gòn với khu vực dịch vụ chiếm 62,79%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 23,67% và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 2,24% GDP. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng của Hà Nội chưa thực sự tương xứng với tốc độ phát triển hiện tại của thủ đô. Đặc biệt, nếu như những thành phố, tỉnh lân cận của Sài Gòn có tốc độ phát triển nhanh thì những tỉnh gần Hà Nội lại chưa có sự bứt phá mạnh. Tốc độ quy hoạch kinh tế của Sài Gòn cũng thành công hơn hẳn so với Hà Nội khi mà từng tấc đất ở đây đều được sử dụng vào mục đích sản xuất và kinh doanh. Còn Hà Nội thực tế vẫn còn nhiều vùng đất trống chưa được quy hoạch một cách đúng đắn để phát triển. Tuy nhiên xét về tổng thể thì cả Sài Gòn và Hà Nội đều có nền kinh tế phát triển tốt, đều được hoạch định chiến lược phát triển kinh tế đúng đắn và đều không ngừng bổ sung vào GDP chung của cả nước. Bạn phân vân không biết nên lựa chọn Sài Gòn hay Hà Nội để lập nghiệp thì hãy cân nhắc vào những đặc điểm kinh tế để đưa ra quyết định. Nếu bạn thích trải nghiệm môi trường làm việc nhanh chóng, năng động và trẻ trung thì Sài Gòn chính là bến đỗ dành cho bạn. Nó sẽ thúc đẩy bạn không ngừng để có được những sự đổi mới. Còn nếu bạn thích sự êm đềm, sự ổn định thì Hà Nội sẽ tốt hơn. Điều này không có nghĩa Hà Nội không năng động mà chỉ là nó kém năng động hơn so với Sài Gòn. Bạn sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt khi xâm nhập thực tế vào cả hai nền kinh tế. Video đến đây là hết. Đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức mới mẻ và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.